Mệt mỏi, ồn ào, lo sợ, bất an là những cảm giác mà những người dân sống ngay cạnh công trình đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, Hà Nội phải chịu đựng mỗi ngày và ngày một gia tăng sau liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra do thi công dự án. Sự an toàn và tính mạng của họ bị đe dọa khi phải sống và thường xuyên qua lại trên tuyến đường huyết mạch của thủ đô, nơi nhà thầu, đơn vị thi công không có phương án đảm bảo an toàn khi xây dựng công trình. Do triển khai dự án đường sắt đô thị, khu đất gần 80m² ngay cạnh đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân của gia đình ông Trần Mạnh Thường giờ chỉ còn lại hơn 1/4. 3 hộ, 9 nhân khẩu giờ sống chen chúc trên diện tích vỏn vẹn 25m². Nhưng cũng chẳng là gì so với những gì họ đang phải chịu đựng từ khi tuyến đường sắt trên cao được xây dựng. Họ thi công ở đây mà, thì làm bất kể thời gian, mà nhất là về ban đêm. Họ làm như chúng tôi đây là chỗ không người, như là bãi tha ma vậy. Đêm họ làm ầm ầm suốt đêm. Có hôm họ đánh rơi cái trụ kia kìa. Có hôm thì xe va vào cái xà của họ. Đấy là chuyện thỉnh thoảng thôi. Nhưng mà còn bày sắt cái đổ bê tông tươi rồi thì làm các thứ gì trên đó nữa mà. Thì gần như suốt đêm. Thì có hôm là tôi thức gần sáng đêm. Giấc ngủ không tròn vẹn, tuổi già vốn nhiều bệnh khiến ông Thường thêm mệt mỏi. Gia đình ông và nhiều hộ dọc đường Nguyễn Trãi này, từ xa, trẻ, lớn, bé, đang phải chịu đựng bụi bặm, tiếng ồn và trên hết là sự bất an bất kể ngày đêm. Kể cả công nhân người ta làm, không biết người ta có ý thức hay không, nhưng mà khi ta làm người ta cứ ném sắt, ném mấy ầm ầm. Có con nhỏ nhà tôi ấy, thì thực ra là phải luôn luôn là phải nhìn các cháu. Và đi chơi nó cũng không dám cho nó đi chơi, mà tất cả là phải ngồi trên nhà. Không bất an sao được khi mà chỉ cách nhà vài bước chân là cả một đại công trường. Những thanh sắt nhọn chĩa tùa tùa, những tấm thép nặng hàng tấn, những chiếc cần cầu có thể đứt cáp bất cứ lúc nào. Còn biện pháp đảm bảo an toàn của đơn vị thi công chỉ là những tấm lưới che chắn tạm bợ, và chắc chắn chẳng đủ sức để đỡ những vật liệu bằng sắt, bằng thép kia. Một lần tôi đi ở ngoài đường này, này là tôi đã bị dính cái bụi hàn phía trên nên là cháy quần áo đấy. Tức là không có cái hệ thống bảo vệ về hàn ở trên. Sau vụ đứt cáp cần cầu khiến một thanh sắt rơi trúng người đi đường, làm một người chết ngày hôm qua, nhiều người đã lựa chọn cho mình con đường khác dù xa hơn. Bình thường buổi sáng ra thì tôi hay đi đường Nguyễn Xiển, chạy lên đường Lê Văn Lương, nhưng mà chung là xem thời sự TV thấy nó tai nạn trên người thì mình cũng sợ không dám đi. Thì bây giờ đi cái đường Phan Trọng Tuệ chạy lên Thanh Bình lên Lê Văn Lương đây, tôi không dám đi đường kia thì kinh. Không phải đến sau vụ tai nạn ngày hôm qua mà hàng ngày mỗi khi đi trên tuyến đường này thì bản thân tôi cũng vô cùng lo lắng và bất an, bởi vì khó có thể yên tâm khi mà ngay phía trên đầu tôi đây lại là những thanh sắt nhọn như thế này. Đường thì chật, người thì đông. Việc mà phải đi dưới những đoạn công trình như thế này là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ vì thế mà nhiều người tự nhủ, ông trời gọi ai, người đấy dạ. Việc sống hay chết trở thành niềm may hay sự rủi của mỗi người sống cạnh, hay dù chỉ đi qua những tuyến đường có công trình đường sắt trên cao chạy qua. Và Hà Nội sẽ còn rất nhiều tuyến đường như vậy.